Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ được tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa với quý vị, để mà chúng ta hành thiền tốt á, có những điều chúng ta cần phải có và có những điều chúng ta cần phải tránh. Có đó là gì? Chúng ta có một cái trú xứ thích hợp, có cái chỗ ở thích hợp. Thậm chí ở trong thanh tịnh đạo thì cũng đề nghị là chúng ta nên có những cái món ăn thích hợp. Đó là lý do mà tại sao chúng ta tu học ở Thiền viện Phước Sơn là một nơi yên tĩnh, xa lìa những cái chốn náo nhiệt ở ngoài đời, cũng như là sư nỗ lực để cho quý vị có được những cái món ăn thượng vị, ít nhất là cũng bằng hữu thí. Tức là sư dùng cái gì thì quý vị dùng cái đó. Nếu như có cơ hội thì mình làm chủ nhân thí, nhưng mà cái đó thì nó còn một chặng đường dài cần phải đi. Bên cạnh cái thực phẩm thích hợp, chỗ ở thích hợp, chúng ta còn cần có những người bạn thích hợp. Tức là một cái hội chúng gồm những người nỗ lực cùng nhau hướng đến việc thực hành đúng đắn theo chánh pháp, đi đến sự giải thoát giác ngộ. Như vậy đó, những người bạn sẽ nỗ lực thu thúc và nhắc nhở lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tu hành tiến bộ. Rồi chúng ta lại còn cần có những cái đề tài suy tư thích hợp. Đó là gì? Đó là các cái đề tài về chỉ và quán, các đề tài nhắc nhở cho chúng ta đó ly dục, các đề tài nhắc nhở cho chúng ta chánh niệm, các đề tài nhắc nhở cho chúng ta nỗ lực thực hành tinh tấn. Thì như vậy chúng ta mới phát triển được. Trên nền tảng đó, chúng ta mới có sự giữ giới để cho tâm của chúng ta không bị trào cử. Chúng ta mới có sự tinh tấn để có thể thiêu đốt phiền não. Chúng ta nỗ lực định tâm để chúng ta có thể thấy được bản chất của thế gian này. Bên cạnh đó, chúng ta còn cần phải tránh những cái đối tượng không thích hợp. Ví dụ như một cái trú xứ không thích hợp. Thế nào là trú xứ không thích hợp?
Đó là nơi mà chúng ta phải chung chạ với những người không có tu hành, thì đó là một chú xứ không thích hợp. Rồi chúng ta phải tránh ở những cái nơi ồn ào. Tại sao mà trong khóa thiền sư nhắc nhở quý vị giữ gìn im lặng? Bởi vì trong chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ Trung Bộ có nói một câu là âm thanh là kẻ thù của thiền định. Âm thanh ở đây là những âm thanh phiền não, nó không phải là những lời động viên, những lời sách tấn, nó không phải là âm thanh của những cái thời giảng pháp giúp cho chúng ta nỗ lực tu hành tốt hơn, mà đó là những câu chuyện phím, đó là những chuyện thế tục, đó là âm thanh của người nam, người nữ, thì đó chính là kẻ thù của thiền định. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, chúng ta nên tránh thái độ cực đoan, tức là chúng ta đòi hành thiền với một sự yên tĩnh tuyệt đối, thì đó là một sự cực đoan. Mình đòi là ở một môi trường mà không có bất kỳ âm thanh nào thì không ai cung cấp được. Quý vị có bao giờ đi vào rừng chứ? Ngay cả trong rừng nó cũng không yên tĩnh một cách tuyệt đối, bởi vì nó có tiếng gió, tiếng gió lá cây xào xạc, có những cái tiếng con vật nó bò, nó trườn ở trên những cái lá khô, có tiếng chim kêu, có tiếng những con thú, thì làm sao mà yên tĩnh tuyệt đối được? Làm gì có môi trường yên tĩnh tuyệt đối? Cái âm thanh mà gọi là kẻ thù ở đây, tức là những câu chuyện phím luận, tức là chúng ta tán dóc với nhau, nói những chuyện bên ngoài việc tu học. Chứ còn chúng ta hành thiền thì đương nhiên ai ngứa cổ thì cũng có thể ho chứ. Chứ mình bắt người ta ho, cấm người ta ho là cấm như thế nào được. Rồi đi vào đi ra, cái cửa nó có kêu kẻo kẹt thì cũng chẳng có cái gì. Chúng ta nên tránh cái thái độ là bất mãn với mọi thứ, tức là nghe tiếng kêu kẻo kẹt thì mình cũng bất mãn, nghe tiếng đóng cửa mình cũng bất mãn, nghe tiếng mở cửa mình cũng bất mãn, nghe cái tiếng gì cũng bất mãn hết là mình không tu được nha. Mình phải phân biệt được đâu là những âm thanh không nên có, đâu là những âm thanh chúng ta có thể chấp nhận được. Cho nên nhớ giữ gìn yên lặng chung. Sư nói ở đây không phải là để phiền trách bất cứ ai, để cho quý vị cảm thấy mặc cảm tội lỗi, thì không phải như vậy. Sư nói là để chúng ta nhắc nhở nhau nỗ lực giữ gìn sự yên tĩnh cho hội chúng cùng nhau tu học được tốt hơn. Chúng ta ở đây là chúng ta đang tạo phước, quý vị biết. Mỗi một chút mà chúng ta tu hành đều là phước, mỗi một ý thức giữ gìn cho hội chúng tu hành đều là phước. Chỉ cần mình đứng dậy mà mình có chủ ý đứng dậy một cách yên tĩnh, nó cũng là phước. Bởi vì cái ý của mình là ý muốn cho hội chúng được yên tĩnh, thực hành thiền định nó là phước. Cho nên hãy nỗ lực giữ gìn sự yên tĩnh. Rồi chúng ta cần phải tránh sự vi phạm các học giới. Mỗi một ngày sư đã truyền trao Bát Quan Trai Giới cho quý vị, nhưng mà ở trong đó, đó nó có những cái giới, ví dụ như giới không có dối trá,
Không nói dối ở đây là bao gồm thân và khẩu, chứ không chỉ gói gọn trong lời nói. Trong chú giải Kinh Chánh Tri Kiến, cái không nói dối bao gồm cả thân và khẩu. Nghĩa là sao? Ngoài cái chuyện chúng ta nói dối, còn những cái hành động khuất lấp. Ví dụ như ban tổ chức đã cất giữ điện thoại, mà mình lén lén mình đem hai cái điện thoại theo, một cái mình giao ban tổ chức, một cái mình lén lén mình giấu trong người. Thì xin thưa, ban tổ chức không có phiền gì quý vị hết trơn. Mà nếu như quý vị giấu mà nó kín thì cũng không phiền gì tới thiên hạ. Mình xài, mình chui toilet mình xài cũng không có phiền tới ai. Nhưng mà cái người phiền nhất biết là ai không? Chính là bản thân người đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự dối trá, cái sự kín khuất đó, đó, nó làm cho nội tâm của mình nó không yên ổn, không hành thiền được. Chứ không có phải mình cần làm phiền ai. Cái đối tượng phiền nhất là chính mình. Cái đối tượng mà mình làm phiền, mình làm hại nhất khi mình phạm giới là mình trước, chứ đừng nói tới người khác. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thiền, thấy có con muỗi, mình đập nó, nó không có phiền ai chứ. Không phiền ban tổ chức, không phiền sư, không phiền những vị xung quanh, nhưng mà nó phiền chính mình. Mình là người chịu hại trực tiếp. Cho nên hãy cẩn thận cái chuyện mà mình gian dối, vì tốt cho chính quý vị thôi. Sư nghe có những vị, có vài vị chứ không có nhiều, vài vị thiền sinh đi thiền mà đi hơi xa, đi chiều tối đi, đi xa rồi đi lạc, lạc vô cái quán nào đó rồi ngồi ăn thả ga rồi đi về. Thì xin thưa, nó không phiền ai hết trơn. Sư chỉ lo là lo nếu như quý vị ngồi ăn ở tại chỗ này, mình ăn ảnh hưởng hội chúng thôi. Chứ còn mình đã cố mình đi, mình giấu kín khuất như vậy rồi thì mình không phiền ai hết. Nhưng mà mình phiền chính mình, thưa quý vị. Mình sống một cái cuộc đời nó không có chân thật như vậy á, mình sẽ ảnh hưởng tới chính mình. Mình hành thiền không có kết quả. Sư thương thì sư nhắc thôi, chứ còn quyết định là vẫn ở chính quý vị. Cho nên nhớ, cái chuyện giữ giới nó quan trọng dữ lắm. Mình hành thiền mà càng miên mật, càng tinh tấn, mình càng thấy sự quan trọng của giới. Ở ngoài đời mình giữ giới không được đã đành rồi, mình vào đây thì mình ráng giữ giới. Chúng ta chỉ có 10 ngày trong khóa tu thôi. So với cả đời, ở ngoài đời mình làm quần quật, mình sống bất thiện, mình sống phạm giới, thì 10 ngày này nó ngắn lắm. Hãy trân trọng 10 ngày này, mình sống cho trọn vẹn, vì chính mình đầu tiên. Cái điều tiếp theo nữa chúng ta phải tránh, đó là chúng ta tránh những cái con người không thích hợp. Thí dụ như mình thấy ai đó không phải là thiền sinh, họ sống kiểu đời, thì mình tránh ra, mình bớt gần gũi, thì mình bớt phiền. Con đường tu hành đúng đắn là mình càng tu mình chỉ muốn ở riêng một mình. Chính xác hơn là mình muốn ở riêng với những người không làm phiền lẫn nhau. Trong cái việc mà sắp xếp chỗ ở của các vị tỷ kheo á, ngài Đắp Bá, ngài Đắp Bá thì ngài có một cách sắp xếp rất là hay. Đó là ngài sắp xếp những vị chuyên hành thiền á, ở chung với nhau để các vị ấy không làm phiền nhau. Hay chưa?
là một nhóm, một hội chúng 500 người, 1.000 người, 1.500 người hành thiền, vị ấy sẽ xếp ở chung với nhau để không làm phiền nhau. Còn những vị mà ưa thích nói chuyện á, thì vị ấy cũng xếp chỗ chung với nhau. Để chi? Để không làm phiền người khác. Thành ra là sư cũng học cách sắp xếp của Ngài. Thì có nhiều vị tiền sinh thì cái thói quen ở đời mình khó từ bỏ, mình vẫn còn đời, mình vẫn còn nói chuyện, mình chưa có bỏ được, thì có thể là sư sẽ sắp xếp quý vị ở chung với nhau để cho quý vị khỏi làm phiền những vị khác. Mình vẫn tu được chứ mình đâu có vi phạm cái gì nó lớn lao đâu. Mình không có vi phạm cái gì lớn lao hết trơn á. Thành ra là mình vẫn tu bình thường, vẫn đi, vẫn học đạo, vẫn đi kinh hành, vẫn hành thiền bình thường. Chẳng qua là nó kém hiệu quả thôi. Và chúng ta ở gần nhau thì có ảnh hưởng là ảnh hưởng chung với nhau, chứ còn mình không có ảnh hưởng những cái vị mà ưa thích sự yên tĩnh. Rồi chúng ta cũng cần tránh xa những cái đề tài suy tư không thích hợp. Ví dụ như suy tư về chuyện nam nữ này, đàn ông, đàn bà, suy tư về cái chuyện trên trời dưới đất, suy tư về cái chuyện là vua quan, kinh tế, xã hội, chính trị. Thậm chí cái chuyện là mình suy tư về cái cách sinh hoạt của những người xung quanh cũng là những cái đề tài suy tư không thích hợp. Bởi vì nó không trợ giúp chúng ta trong việc thực hành chánh niệm, trong việc theo dõi hơi thở. Chúng ta hãy nỗ lực để nắm cái phương pháp thực hành hơi thở. Nếu như mà chúng ta có thời gian thì mình có thể dành hẳn một tuần để chuyên thực hành hơi thở. Quý vị biết là trong những khóa chuyên sâu, trong những khóa chuyên sâu, vị hướng dẫn thiền sẽ rất ít lên giảng, ít giảng lắm. Một tuần như vậy vị ấy giảng chừng 1-2 lần. Thời gian còn lại để làm cái gì? Để trình pháp. Cái kỹ thuật thiền vị ấy giảng một lần. Thí dụ như bây giờ sư có một tuần để mà sư hướng dẫn quý vị riêng về hơi thở, chuyên về hơi thở. Sư giảng chừng 2 ngày đầu, 5 ngày còn lại sư không giảng nữa. Thời sáng, thời chiều không còn có thời giảng nào nữa. Để chi? Để quý vị tập trung thực hành vào hơi thở. Và cái thời gian còn lại á, sư để làm cái gì? Sư để cho quý vị trình pháp. Thì như vậy chúng ta mới đi sâu được. Thành ra là sư vẫn luôn mong mỏi là chúng ta sẽ có những cái khóa thiền chuyên sâu. Nhưng mà chưa. Bởi vì chưa có, sư thấy là chưa có hợp thời. Nói như vậy để cho quý vị thấy cái vấn đề của hơi thở á, nó cần chúng ta thực hành rất nhiều và cần chúng ta trải nghiệm. Và chúng ta còn cần phải trình pháp nhiều lắm. Hiện tại bây giờ sư thấy cái thời gian dành cho việc trình pháp vẫn hơi ít. Nhưng mà sư thì không thể phân thân được. Thành ra là cũng rất khó để vẹn toàn. Sư mong là quý vị thông cảm. Khi mà chúng ta thực hành thiền hơi thở thì chúng ta chỉ có 2 ngày thôi. Tức là ngày hôm qua và ngày hôm nay. Cho nên là quý vị ráng nỗ lực để chúng ta tập trung. Tại sao cái việc thiền hơi thở được Đức Thế Tôn để ở đầu của bài kinh?
tứ niệm xứ. Đó là bởi vì hơi thở là một đề mục mà nó bao gồm cả chỉ lẫn quán. Quý vị có để ý không? Bên thiền chỉ cũng có thiền hơi thở, mà bên thiền quán cũng có thiền hơi thở. Bởi vì ở trong chú giải của cái bài kinh này nè, chú giải bài kinh tứ niệm xứ, thì có đề cập rằng chỉ riêng việc thở vào thở ra, tức là cái sự hướng dẫn quý vị quan sát cái điểm hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, chỉ riêng việc đó thôi đủ cho chúng ta chứng đắc đến tứ thiền. Đủ rồi. Và cái tiêu chuẩn trong bài kinh này đó, trong bài kinh tứ niệm xứ, là khi chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chứng đắc đến tứ thiền, chúng ta mới đi tiếp các bước tiếp theo. Thành ra cái bài kinh tứ niệm xứ cũng có thể xem là chỉ trước quán sau. Tức là mình thực hành thiền hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Vì ấy tập trung hành thiền, đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau đó ra khỏi tứ thiền hơi thở, vì ấy mới quan sát tiếp những đặc tánh của hơi thở. Cho nên là ở trong bài kinh quý vị sẽ thấy là Đức Thế Tôn nói những đoạn tiếp theo: thở vào dài, vì ấy biết thở vào dài, thở ra dài, vì ấy biết thở ra dài, thở vào ngắn, vì ấy biết thở vào ngắn, thở ra ngắn, vì ấy biết thở ra ngắn, vân vân. Nhưng mà cái bước đó là bước sau khi chứng đắc tứ thiền hơi thở, ra khỏi tứ thiền hơi thở mới quan sát đặc tánh của hơi thở. Cho nên nếu như mà chúng ta chưa có chứng đắc được các tầng thiền hơi thở, mà chúng ta quan sát hơi thở vào dài, hơi thở ra dài, hơi thở vào ngắn, hơi thở ra ngắn, chúng ta sẽ bối rối. Đó là lý do sư chưa có hướng dẫn. Bởi vì chúng ta chưa có được cái nền tảng cần thiết để thực hành hơi thở. Chúng ta có những cái hạng người thực hành thiền quán như sau. Thứ nhất là chỉ trước quán sau. Thứ hai là quán trước chỉ sau. Thứ ba là chỉ quán đồng thời. Và thứ tư là thuần quán không chỉ. Cho nên là quý vị sẽ thấy một vài truyền thống sẽ hướng dẫn quý vị thực hành thiền chỉ trước, cụ thể là thiền hơi thở trước. Việc thực hành thiền hơi thở trước nó không hề trái, bởi vì rõ ràng là trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Thế Tôn hướng dẫn thiền hơi thở trước, và chỉ riêng việc theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra đủ để vị ấy đạt đến tứ thiền. Như vậy, trong bài kinh tứ niệm xứ là cái bài kinh chỉ trước quán sau. Còn những vị gọi là quán trước chỉ sau là những vị sau khi thực hành thiền quán, chứng đắc đạo quả rồi, thì các vị ấy mới quay trở lại thực hành thiền chỉ. Cái đó không dính dáng gì tới mình. Nhưng mà đa phần chúng ta ở thời nay thì chúng ta chỉ có hai khuynh hướng thôi. Một là chỉ trước quán sau, hai là thuần quán không chỉ. Thuần quán không chỉ ở đây á, nó có một sự hiểu lầm. Hiểu lầm ở đây là người ta hiểu lầm á, thuần quán không chỉ
là tôi chỉ thực hành thiền quán tứ niệm xứ chứ tôi không thực hành thiền chỉ. Cái đó không đúng. Cái đó không đúng. Bởi vì trong bài kinh tứ niệm xứ, Đức Thế Tôn hướng dẫn thiền hơi thở trước. Thì mình lấy cái gì mà mình nói thiền hơi thở nó nằm ngoài tứ niệm xứ? Nhưng mà cái vấn đề gọi là thuần quán không chỉ ở đây á, là chúng ta không dùng cái tứ thiền hơi thở để chúng ta quan sát các vấn đề danh sắc. Tức là mình bình thường á, cái người mà chỉ trước quán sau á, họ cần đạt đến tứ thiền, sau đó họ mới quan sát tiếp. Nhưng mà cái người thuần quán không chỉ thì họ không cần chứng đắc các tầng thiền, mà họ vẫn tiếp tục đi đến các vấn đề tiếp theo trong việc thực hành thiền quán. Cho nên thuần quán không chỉ ở đây là anh không cần chứng thiền, chứ không có nghĩa là anh không cần thực hành thiền chỉ. Anh vẫn cần thực hành thiền chỉ, chẳng qua là cái yêu cầu định tâm của anh á, không cần anh phải định đến mức chứng tứ thiền. Đơn giản thế thôi. Cho nên nếu có ai hỏi thì chúng ta có thể khẳng định rằng bài kinh tứ niệm xứ là bài kinh chỉ trước quán sau. Và còn ở đây cái phương pháp mà sư Hạnh Tuệ hướng dẫn cho quý vị là phương pháp thuần quán không chỉ. Biết tại sao không? Tại vì bây giờ làm sao hướng dẫn quý vị đạt đến tứ thiền? Sư nói thẳng là sư không có khả năng hướng dẫn quý vị đạt đến tứ thiền. Mà nếu như quý vị nỗ lực tinh tấn thì chúng ta có thể đạt được đến mức độ cận định. Đó là cái định lý tưởng vừa đủ để cho chúng ta có thể quan sát được danh sắc. Ở khóa thiền trước có một sư cô ngồi thiền rất tốt. Sư cô ngồi có thể đạt đến 6 tiếng, 8 tiếng bình thường. Nhưng mà như sư nói, nó không là cái gì để mà mình phải tự hào hết. Bởi vì năng lực định tâm của sư cô á, chưa có đạt được các tầng thiền. Mà để đi đến cái gọi là cái cận định á, đi đến được cái cận định, thì cái cận định của sư cô khi mà sư hướng dẫn thì cổ chỉ đạt được liên tục chừng cỡ 15-20 phút thôi. Sau đó cổ rớt ra khỏi cái cận định đó. Nói để cho quý vị biết là mình có ngồi được 6 tiếng, 8 tiếng, nó không có nghĩa là mình có được cận định. Mà cái cận định đó cũng không có nghĩa là mình có thể kéo dài lâu. Có những kỹ thuật giúp cho chúng ta có thể kéo dài thời gian cận định, nhưng mà đó là để bàn sau. Bởi vì chúng ta hầu hết là những người mới, chúng ta ngồi thiền mới có chừng nửa tiếng, tiếng là mình đứng dậy rồi. Chúng ta chưa đạt đến mức đó. Cho nên là đó là lý do tại sao sư nói là sư vẫn chưa có mở những cái khóa chuyên sâu. Bởi vì cái hội chúng của chúng ta cần có thời gian. Thành ra đó, khi mà chúng ta theo dõi hơi thở, đừng vội, sư nhắc đừng vội đọc cái bài kinh tứ niệm xứ mà mình chưa có hiểu, không đọc chú giải đó. Sợ nhất là mình đọc kinh không có chú giải. Sắp tới thì cái bài kinh tứ niệm xứ này sẽ có chú giải. Chắc có lẽ chừng khoảng 2 tuần nữa, sư nghĩ chắc chừng 2 tuần nữa là chúng ta dịch xong cái chú giải bài này. Thì đừng vội
đọc đó, rồi mình bắt đầu mình tập những bước tiếp theo là mình tập thở vào dài, biết thở vào dài, thở ra dài, biết thở ra dài, thở vào ngắn, biết thở vào ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, vân vân. Khoan, sư nói là khoan. Sư hướng dẫn nó sẽ có lộ trình. Mà trong giai đoạn này, cái cần thiết nhất đối với chúng ta là gì? Chúng ta phát triển tâm định, định tâm trên đối tượng giùm sư. Khi mà tâm quý vị mạnh rồi đó, thì chúng ta mới làm những việc tiếp theo được. Khi đó đó, ở trong chú giải mới nói là chúng ta cần làm gì. Chính xác mà nói cũng không phải là chú giải, mà ở đây là chú giải, đây là giải thích lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi mà mình quan sát được hơi thở trên cái điểm hơi thở này rồi đó, mình định tâm được trên đó, thì lúc bấy giờ mình sẽ thấy là ở đây chỉ có hơi thở chứ không có ai đang thở. Cái tấm thân này nó tồn tại được là nhờ hơi thở. Không có hơi thở là nó sẽ chết. Sự sống và cái chết nó tùy thuộc vào hơi thở. Đó chính là quan sát sự sanh của hơi thở và quan sát sự diệt của hơi thở, là như vậy. Do đâu mà mình có hơi thở? Do mình có tấm thân này, đúng không? Do mình có tấm thân này cho nên mới có hơi thở. Do đâu mình có tấm thân này? Do có sự đi đầu thai. Do đâu mà mình đi đầu thai? Do mình làm các nghiệp thiện ác. Do đâu mình làm các nghiệp thiện ác? Do mình không biết về bốn đế, do vô minh, cho nên mình mới làm các nghiệp thiện ác. Do mình làm các nghiệp thiện ác, cho nên mình mới đi đầu thai. Chính vì mình đi đầu thai cho nên mình mới có tấm thân này. Chính vì có tấm thân này cho nên chúng ta mới có hơi thở. Cho nên hơi thở tồn tại là nhờ tấm thân này. Đó là sự sanh của hơi thở. Sự diệt của hơi thở là khi hơi thở mất đi, chúng ta chết. Đó là sự diệt của hơi thở. Chúng ta sống là nhờ vào hơi thở. Khi hơi thở biến mất thì chúng ta chết. Cho nên khi chúng ta quan sát hơi thở, chúng ta sẽ thấy được sự mong manh vô thường của hơi thở. Chúng ta quan sát trên sự nhận thức về sự mong manh của hơi thở. Nhưng mà nhớ, việc đầu tiên là chúng ta phải nắm lấy hơi thở, phải thấy được hơi thở, thấy được cái tướng của hơi thở. Tức là chúng ta nắm được cái điểm hơi thở, chúng ta nắm được. Khi nắm được rồi đó, chúng ta mới phân tích đặc điểm của nó. Còn khi chúng ta chưa nắm được thì sư khuyên là quý vị tiếp tục quan sát cái điểm của hơi thở. Sau khi mà quý vị thực hành thì quý vị sẽ thấy là sư hướng dẫn thiền có vẻ nó hơi nhanh. Hai khóa rồi ai cũng phàn nàn,
Sư hướng dẫn thiền nó hơi nhanh. Bởi vì sư hướng dẫn là 2 ngày, quý vị chỉ có 2 ngày để thực hành hơi thở đó. 2 ngày tiếp theo là sẽ cho thân hành niệm, 2 ngày tiếp theo nữa là sẽ cho thọ quán niệm xứ, 2 ngày tiếp nữa là sẽ cho tâm quán niệm xứ. Sẽ hơi nhanh đấy. Cho nên là chúng ta hãy nỗ lực tinh tấn. Bởi vì khi mà quý vị tham dự được chừng cỡ 3 khóa thiền do sư hướng dẫn, thì khi đó đó sư mới có thể tổ chức 1 khóa chuyên sâu, tức là dành cho những thành viên kỳ cựu đã tham dự liên tục 3 khóa thiền cho sư tổ chức. Khóa chuyên sâu ở Việt Nam chứ sư không nói ở Miến Điện. Để chi? Để chúng ta sẽ dành hẳn 1 tuần 10 ngày theo dõi mỗi hơi thở thôi. Và trong 1 tuần 10 ngày đó, như sư nói, sư chỉ ngồi lên trên pháp tòa giảng đúng 1 hoặc 2 lần để nhắc lại quý vị nhớ cái phương pháp thực hành. Những ngày còn lại sư sẽ không lên pháp tòa nữa. Thì khi mà chúng ta, quý vị thực hành nhiều với sư, tham gia khóa thiền nhiều với sư, chúng ta hiểu tánh nhau thì nó dễ làm việc. Còn khi mà quý vị mới, ở đây có những vị là mới tham dự khóa thiền của sư lần đầu, thậm chí là có những vị mới biết khóa thiền luôn, mới bắt đầu đi tu thiền, thậm chí có những vị mới biết Phật giáo là gì luôn, mà cái việc mà vắng bóng sư ngồi trên pháp tòa để mà chia sẻ cho quý vị ấy, sẽ làm cho những vị mới nó bị rối. Còn khi những người thực hành mà mình bắt đầu đi theo cái hướng chuyên nghiệp rồi đó, mình sẽ ít cần nghe pháp. Tại vì pháp mình nghe nó đủ rồi, hướng dẫn có nhiêu đó thôi, đủ rồi. Mình sẽ ít nghe mà mình thực hành nhiều hơn và mình trình pháp nhiều hơn. Nhưng mà với điều kiện là quý vị tham dự với sư cũng phải 3 khóa, thì như vậy mình nắm được cái căn bản rồi mình mới đi chuyên sâu được. Còn bây giờ đừng có lo lắng ha, đừng lo lắng cái việc là sư đi hơi nhanh. Bởi vì như sư nói là sư đang giới thiệu cho quý vị một cái nhìn đầy đủ, một sự trải nghiệm đầy đủ bài kinh tứ niệm xứ, sự thực hành tứ niệm xứ, để cho chúng ta nắm thế nào là sự thực hành thiền hơi thở, thế nào là thân quán niệm xứ, thế nào là thọ quán niệm xứ, thế nào là tâm quán niệm xứ, thế nào là pháp quán niệm xứ. Cho nên là sư có cái mục đích rõ ràng, có đường đi rõ ràng, quý vị không cần phải lo lắng. Và khi chúng ta theo dõi hơi thở như vậy đó, hãy tập chúng ta nhận thức. Ở đây chỉ có hơi thở đang tồn tại, chứ không có cái gì nữa hết, không có ai đang thở. Chúng ta tập trung quan sát hơi thở và chỉ quan sát hơi thở. Lúc bây giờ đó, cái thân này nó như thế nào nó không còn quan trọng, đừng để ý tới nó. Môi trường xung quanh có như thế nào không còn quan trọng nữa, đừng để ý tới nó. Khi chúng ta tập trung chuyên sâu vào hơi thở, lúc bấy giờ chỉ còn có hơi thở. Thậm chí chúng ta không thấy được cái thân của mình ở đâu, không sao hết, bởi vì cái chúng ta tập trung chính là hơi thở. Hãy tập trung thực hành như thế. Và khi đó đó, chúng ta sẽ thấy là ở đây chỉ có hơi thở, chứ không có ai đang thở. Nhớ nha, thở vào vì ấy biết là thở vào, chứ ở đây là không có tôi đang thở vào. Ở đây chỉ có sự thở vào
Thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Ở đây không có ai đang thở vào, không có, không có tôi đang thở vào, và cũng không có tôi đang thở ra. Nhớ giùm sư cái đó. Ở đây chỉ có hơi thở, chỉ có hơi thở chứ không có ai đang thở. Hãy quan sát như thế. Khi chúng ta hành thiền có nhiều vị cảm thấy là cái đầu nó nặng, mà đầu nặng chỉ khi mình thực hành thiền hơi thở. Thì như vậy hãy cẩn trọng là mình đang thực hành dựa trên sự xúc chạm của hơi thở. Xin nhắc lại một lần nữa, tránh việc quan sát hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Bởi vì khi đó chúng ta sẽ phóng đại cảm thọ. Và khi đó, đó thí dụ như cái đầu của mình ấy, nó chỉ có nó chỉ hơi nó đau một tí thôi, nhưng mà nó phóng đại cảm thọ ra, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy đau đớn kinh khủng. Hãy cẩn trọng. Hoặc là khi chúng ta để ý đến cái sự xúc chạm của hơi thở thì chúng ta có thể cảm thấy là cơ thể chúng ta tự nhiên là nó bồng bềnh. Thì do đâu? Do chúng ta để ý đến sự xúc chạm của hơi thở, hoặc thậm chí là chúng ta để ý đến cái sự chuyển động của hơi thở. Khi mà chúng ta rơi vào hai cạm bẫy đó, chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại do các cảm thọ bị phóng đại. Một vị thiền sư ở Pa-ao khi ngài đi hướng dẫn thiền, ngài chia sẻ là khi ngài qua bên Trung Quốc á, ngài hướng dẫn những cái người nông dân. Những người nông dân đó họ không biết cái gì là thiền hơi thở hết. Xưa giờ họ chỉ có biết là Amitabha, tức là Di Đà Phật, họ chỉ biết Amitabha, gặp nhau chứ Amitabha. Thì ngài mới hướng dẫn họ thực hành thiền hơi thở. Thì khi hướng dẫn như vậy, trong vòng 3 ngày thôi là đã có rất nhiều người thấy được ánh sáng, thấy được cái tướng ánh sáng của hơi thở. Thì họ cảm thấy họ màu nhiệm. Họ đến họ chia sẻ, nói trời ơi, phải nói là giống như thần thông vậy đó. Ngồi thấy ánh sáng, thấy hào quang, nó ghê gớm. Ngày nó không có gì hết trơn, cứ tiếp tục thực hành. Rồi 1 truyền 10, 10 truyền 100, cho tới cái ngày 8, ngày 9, người ta vẫn kéo về để người ta xin học. Đó là đối với những người mà họ chưa, gọi là xưa giờ chưa biết thực hành thiền hơi thở như thế nào hết. Thì khi hướng dẫn như vậy, họ nắm được cái tướng hơi thở, họ nắm rất là nhanh. Nhưng mà nhờ nương theo sự thành công đó, người ta thỉnh ngài đi lên trên thành phố để giảng. Thì khi lên thành phố giảng thì giảng cho một cái ngôi chùa có những vị tu sĩ. Khi giảng như vậy thì những vị tu sĩ sau khi nghe ngài giảng, họ về họ bắt đầu họ sầm xì, họ bàn tán với nhau. Thay vì họ thực hành thì họ ngồi, họ bắt đầu họ sầm xì bàn tán với nhau. Họ lôi ra những cái luận điểm của tổ sư thiền, họ lôi nó ra. Rồi 20 vị tăng mà trình pháp chỉ có chừng 2 vị thôi. Những vị khác thì họ không có tới, tại vì họ thấy là phương pháp hành thiền của Pa-ao, rồi phương pháp hành thiền của Miến Điện
thì nó không có giống cái phương pháp thiền tổ sư, không giống tổ sư thiền của họ, thành ra là họ băn khoăn rồi họ cũng không có chịu hành theo. Thành ra là ngài bỏ đi, ngài không hướng dẫn nữa. Tại vì nó giống như chúng ta muốn thực hành thiền ấy, mà trước đó chúng ta chưa biết một cái gì hết, thì khi mà chúng ta hành thiền ấy, chúng ta rất yên ổn, chúng ta chỉ có như vậy mà chúng ta đi thôi. Còn khi mà chúng ta đã có một phương pháp nào đó từ trước, cái phương pháp đó nếu đúng thì rất là mừng, nhưng mà phương pháp đó nếu là sai ấy, thì rất là cực, phải nói rất là cực để mà chúng ta thay đổi, để mà chúng ta sửa đổi cái thói quen. Khi mà sư còn làm thiền sinh, sư đi tham dự khóa thiền, thì bản thân sư cũng là trường hợp như vậy. Tức là đã quen với phương pháp thực hành thiền sai lầm rồi, tới hồi mà thiền lại hơi thở nó cực vô cùng. Có những vị mà suốt 7 ngày 10 ngày các vị ấy vẫn không bỏ được cái phương pháp cũ, phương pháp sai lầm cũ, để mà vị ấy thực hành chính xác. Tại vì nó thành cái thói quen, vị ấy bỏ không được. Và sư tự hào mình là một trong số đó. Tức là sư cũng không bỏ được cái thói quen cũ, là cái thói quen mà theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm. Khi mà nghe hướng dẫn đặt cái điểm theo dõi hơi thở bên ngoài cơ thể, khi đó sư bối rối lắm, tập trung không được. Cái điểm đó nó cứ chạy đi chỗ khác, rồi nó nhạt nhòa, nó biến mất. Nói chung là không tập trung được, tại vì nó quen rồi, quen theo dõi cái điểm xúc chạm bên trong cơ thể, quen rồi. Tới cái ngày thứ 7, phải nói là sư cũng nản quá, thì sư mới đến gặp vị thiền sư. Thì sư mới ngỏ lời là chắc có lẽ cho con đề mục thiền khác. Thì sư mới hỏi ngài là tại sao cái thiền hơi thở nó khó như vậy mà đi đâu cũng gặp dạy thiền hơi thở. Thì giữa hai vị tỳ khưu với nhau, như là một vị tỳ khưu già chia sẻ kinh nghiệm cho một vị tân thọ, thì vị thiền sư mới nói, tại vì nó nổi tiếng, phương pháp thiền hơi thở là phương pháp nổi tiếng, bởi vì ba đời chư Phật khi chứng đắc đều bắt đầu bằng thiền hơi thở. Các vị Bồ Tát chánh đẳng giác đều thực hành thiền hơi thở. Là quý vị thấy là ghê gớm rồi chứ. Nó muốn không muốn nổi tiếng cũng phải nổi tiếng. Bởi vì chư Bồ Tát chánh đẳng giác thực hành thiền hơi thở, chư Phật khi chứng đắc đạo quả cũng thực hành thiền hơi thở. Chắc chắn thiền hơi thở sẽ phải nổi tiếng. Một vấn đề nữa là thiền hơi thở không cần phải chuẩn bị đạo cụ. Thí dụ như thiền casina, mình phải chuẩn bị một cái casina. Nhưng hơi thở là cái có sẵn, không cần phải chuẩn bị. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiền hơi thở dễ, mà thiền hơi thở là một đề mục khó. Chẳng qua là nó nổi tiếng. Tại sao các vị thiền sư đi khi mà thỉnh từ Miến Điện về, các ngài chỉ dạy thiền hơi thở? Đơn giản vì nếu dạy các đề mục thiền khác, người ta sẽ ít đăng ký. Mà một khóa thiền muốn thành công á, thì phải có đông thiền sinh. Thí dụ như một khóa như vậy 200 người, thì dạy nó cũng có hứng thú để dạy.
Và nó cũng nói lên cái sự thành công của khóa thiền. Chứ bây giờ nếu như mở một khóa thiền nói là khóa thiền thực hành đề mục Kasina, ai biết cái Kasina là cái gì? Sẽ rất hiếm người đăng ký, thậm chí không có người đăng ký. Có khóa chỉ có le que mấy người. Quý vị biết là cái công trình thỉnh một vị thiền sư, thỉnh rồi giấy tờ rất là nhiêu khê, mở một khóa thiền rất là khó. Mà có vài vị thiền sinh mà chưa chắc trong vài người đó là họ chịu thực hành tới nơi tới chốn nữa. Trong khi đó thực hành thiền hơi thở thì rất phổ biến, rất nổi tiếng. Cho nên nghe thiền hơi thở là mọi người đi về thực hành thôi. Đó là một cái nghịch lý. Cho nên là rất nhiều người hướng dẫn thiền hơi thở sai, rồi dẫn đến cái chuyện là bây giờ muốn sửa nó cũng khó vô cùng. Thì sư mới hỏi ngài thiền sư cái giải pháp dành riêng cho cá nhân sư. Thì bây giờ ngài vẫn dạy thiền hơi thở cho đại chúng, nhưng mà con thì bây giờ ngài hướng dẫn làm sao đó để con có tiến bộ. Thì ngài mới hướng dẫn đề mục thiền khác. Khi đó sư bắt đầu chuyển qua thực hành thiền tâm từ, rồi sau đó nữa là chuyển qua thực hành Kasina trắng. Và sau khi một thời gian sư thực hành Kasina trắng rồi đó, sư quay ngược trở lại thiền hơi thở thì nó ngon lành. Khi đó sư đã nắm được hơi thở khái niệm là cái gì. Hồi xưa mà sư nghe nói cái khái niệm hơi thở là mình gọi là ngu người, mình không hiểu nói cái gì. Nhưng mà sau khi thực hành Kasina trắng, sư quay trở lại cái thiền hơi thở thì sư lại thực hành nó một cách dễ dàng, đã có thể nắm được cái điểm hơi thở bên ngoài cơ thể. Sư chia sẻ cái trải nghiệm của sư để cho quý vị, những người mà cho đến thời điểm này vẫn chưa nắm được cái điểm hơi thở thì cũng đừng lo lắng. Đừng lo lắng, ráng thực hành, mình đừng có vội bỏ cuộc. Đừng vội bỏ cuộc, hãy ráng thực hành đi cho tới ngày mai. Sau đó sư sẽ hướng dẫn cái phương pháp tiếp theo trong việc thực hành tứ niệm xứ. Thì quý vị hoàn toàn có thể thực hành tiếp bước tiếp theo. Còn những vị mà đã nắm được cái kỹ thuật thực hành thiền hơi thở, quý vị hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng định tâm đó để chúng ta thực hành những phương pháp tiếp theo, đó là quán thân trên thân. Thành ra chúng ta không cần phải lo. Còn những vị mà chưa quen với phương pháp thực hành thiền hơi thở thì sau khi kết thúc khóa thiền, chúng ta vẫn sẽ nắm được cái quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Rồi sau đó quý vị tham dự 2 khóa thiền, 3 khóa thiền, quý vị khi quay trở lại thiền hơi thở thì mình sẽ tự nhiên thực hành một cách bình thường, thoải mái, không có trục trặc. Có vị thiền sinh ở cái khóa đầu tiên, vị ấy không có đạt được cái kết quả như mong muốn, mà nghe những cái vị thiền sinh khác lên chia sẻ thì cũng ham là người ta hành thiền thấy ánh sáng, mình hành thiền thấy bóng tối không à, không thấy gì hết. Rồi người ta hành thiền người ta có hỷ lạc, mà mình thì không thấy hỷ lạc đâu hết trơn hết trọi. Nhưng mà được cái là vị này không có từ bỏ, thì vị này tiếp tục lên cái khóa thứ 2.
Thì sau khi tiếp tục khóa thứ hai thì vị này hành thiền, cái hỷ lạc nó cứ đi theo vị ấy, và vị ấy hành thiền luôn luôn có được cái trạng thái hỷ lạc đi kèm. Nói như vậy để cho quý vị thấy là mọi việc đều cần có thời gian. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn thì rồi đó chúng ta sẽ thành tựu. Đừng có vội nha. Đi tu á, kỵ nhất là sự vội vàng. Bởi vì mình vội là hỏng chuyện, là nóng mất ngon, giận mất khôn, mà vội thì mất tu. Mình vội mình tu không được. Trên đường tu của sư, sư gặp nhiều người vội vàng như vậy rồi. Họ vào chùa, họ chỉ mong sớm đắp y thôi. Vô chùa là một hai nói là sư con chỉ muốn xuất gia thôi, ai biết sống chết ngày nào, con chỉ muốn xuất gia, sư đắp y cho con. Sư nói không được, anh phải rèn luyện đàng hoàng, anh phải có sự thực hành, anh phải có sự trải nghiệm, anh học kinh học luật. Đó là chưa kể sư phải nhìn con người anh như thế nào, có phù hợp hay không, rồi thì sư mới cho xuất gia. Anh nhất quyết một hai không được là bỏ. Có những người vô chùa được học kinh được 3 tháng thấy chưa cho xuất gia là bỏ. Họ bỏ đi đâu? Họ bỏ đi gặp cái nơi dễ cho xuất gia hơn. Họ chạy qua Miến Điện. Miến Điện thì xin thưa là cũng có miếng này miếng kia nghe. Cũng có miếng ngon lành mà cũng có miếng lần không có lành. Thì họ chạy qua đó thì xuất gia dễ lắm. Đắp cái y xong rồi, đắp y xong rồi đó, đi về vứt luôn con đường tu. Sư nói thiệt là vứt luôn con đường tu. Nền tảng không có, vội đắp cái y, về pháp học không có, pháp hành không có. Mình lên làm ông sư rồi là mình chuẩn bị làm ông cố nội người ta rồi. Nói không ai nói nghe được hết. Người ta dạy không nghe, mình ông sư rồi, anh là cái gì anh dạy tôi. Lúc đó cái bản ngã nó lên, đức hạnh chưa kịp lên, trí tuệ chưa kịp lên là bản ngã nó lên trước rồi. Vứt luôn. Giờ sư nhìn, sư chỉ lắc đầu. Cũng có vị khác vô cũng đỡ vội, đòi cũng đắp y cho bằng được. 3 tháng học kinh chưa thuộc, nói thôi bây giờ kinh học không giải thoát, học kinh không giải thoát, tu thiền mới giải thoát. Rồi vị đó vội kiếm cái chỗ cho xuất gia sa di. Rồi cái chỗ cho xuất gia sa di thì nghĩ là bây giờ thôi nó muốn tu quá thì cứ cho nó lên sa di đi, rồi cho nó học hành, cho nó vừa ý của nó đó, rồi nó học hành đàng hoàng rồi thì cho nó thọ tỳ kheo sau. Nhưng không, anh thấy chưa lên được tỳ kheo, anh chưa ưng, anh kiếm cái chỗ nào dễ lên tỳ kheo, anh nhảy lên tỳ kheo. Nhảy lên tỳ kheo rồi thì cũng giống như những con người trước, giới hạnh chưa kịp lên, trí tuệ chưa kịp lên, thiền định độc cư chưa kịp lên, ngã mạn nó lên trước rồi, vứt luôn. Và sư thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Cho nên cái việc thực hành tu tập dành cho cả tăng ni và cư sĩ, sư khuyên là chúng ta nên thực hành tuần tự thứ lớp, đừng có vội. Mình vội á là mình thua. Thành ra là hãy ráng kiên nhẫn. Sư biết là có nhiều vị cái cơ thể, cái cấu tạo của mình á, do cái vấn đề những cái tinh thần của mình, nó làm cho mình không ổn định, cái gì mình cũng muốn vội hết. Thì ráng nha, sư nói ráng, mình phải kiên nhẫn theo sự hướng dẫn của sư, đừng có vội. Cái gì cũng muốn hết, ào 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 là nó hỏng việc. Cho nên lặp lại ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục
theo dõi hơi thở, ráng nắm lấy cái điểm của hơi thở, theo dõi, theo dõi. Với những ai chưa nắm được thì vẫn tiếp tục thực hành để nắm được cái điểm của hơi thở. Với những ai nắm được cái điểm của hơi thở rồi thì vị ấy có thể tiếp tục rèn luyện để nâng cao cái định của mình hơn, hoặc là quan sát đặc tánh của hơi thở, cái sự mong manh vô thường của hơi thở. Và chúng ta nỗ lực chánh niệm, bởi vì thời gian chúng ta dành riêng cho đề mục hơi thở không có nhiều, chỉ còn ngày hôm nay qua ngày mai là chúng ta tiếp tục qua thân quán niệm xứ rồi. Cho nên hãy nỗ lực tinh tấn. Với những ai không theo kịp thì cũng đừng có lo lắng, đừng có nản. Sư nói giống như chúng ta đi ăn, chúng ta có đũa nè, quý vị thấy trong cái món chúng ta có đũa nè, có muỗng nè, có nĩa nè, có dao nè, thì mỗi một món thì chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ khác nhau. Thí dụ như ăn mì tốt nhất là dùng đũa, mà ăn bistec tốt nhất là dùng dao với nĩa, chứ đâu có ai dùng ăn bistec mà mình chơi đũa nó ăn nó kỳ cục, đúng không? Còn chơi ăn mì mà mình hoặc là ăn phở mà mình chơi dao với nĩa ngó đâu có được. Mỗi một món nó sẽ cần có một công cụ khác nhau. Đôi khi á, cái căn tánh của mình nó sẽ phù hợp với một phương pháp trong tứ niệm xứ. Nếu như chúng ta chưa phù hợp với hơi thở thì chúng ta hãy trải nghiệm thân quán niệm xứ. Nếu thân quán niệm xứ vẫn chưa phù hợp thì chúng ta tiếp đến thọ quán niệm xứ. Nếu thọ quán niệm xứ chưa phù hợp, chúng ta đi tiếp đến tâm quán niệm xứ. Nếu tâm quán niệm xứ chưa phù hợp, chúng ta có thể đi đến pháp quán niệm xứ. Trong tứ niệm xứ đó cộng với thiền hơi thở thì thế nào chúng ta cũng tìm ra được phương pháp cho chính mình để tu hành, đi đến sự chấm dứt khổ đau. Và sư chúc quý vị tiếp tục một ngày trong chánh niệm và an lạc. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khai.